Trương phu nhân. Có một bà họ Thẩm ở Thượng Hải, sau khi học Phật rồi thì dốc sức quá độ mẫu thân chưa tin Phật. Mẹ bà họ Trương, trước khi về hưu từng là lãnh đạo cao cấp của công ty hàng không nọ. Bà Trương luôn miệt thị cho Phật pháp là mê tín. Xong vì chiều con, bà cũng ráng mướn xe đến Thiên Tân gặp tôi một lần. Lúc tôi vừa bắt đầu giảng, bà quay mặt sang chỗ khác, ra cái điều ta đây không thèm nghe, không thèm để ý tới. Đến khi tôi kể những câu chuyện nhân quả có thực mình từng chứng kiến và đích thân trải qua, thì bà dần dần quay mặt lại, chăm chú lắng nghe. Tôi cảm thấy có lý, nhưng vẫn còn bán tin bán nghi. Mấy tháng sau, bà đi Sơn Đông và ngủ nơi nhà người quen mấy ngày. Bình thường bà rất ghét và sợ chó, nhưng nhà người quen này lại nuôi một con chó săn to lớn dữ tợn. Tất nhiên đối với bà, nó tỏ vẻ rất hung hăng. Mỗi lần bà bước ra sân, con chó luôn nhào tới sủa dữ và nhe nanh như muốn tấn công bà. Khi chủ nhân la mắng thì nó tạm im một chút, rồi sau đó lại gay gắt sủa tiếp. Đang lúc muốn đối phó với con chó này, bà Trương bỗng nhớ tới lời tôi giảng, hay khuyên nên quy y cho loài vật và bài cách ứng xử với kiến, muỗi vân vân. Thế là bà liền đứng ở chỗ con chó không thể dồ tới, thử nói với nó như thế này: người đối với ta như vậy, có lẽ do kiếp trước ta có chỗ không phải với ngươi. Riêng phần ngươi chắc chắn đã từng làm quá việc xấu, nếu không thì giờ này đâu phải mang thân chó, sống chẳng được thoải mái tự do. Ta thấy rõ là ngươi cũng không muốn hướng ta đòi nợ, vậy thì xin ngươi hãy niệm tam quy theo ta, phát tâm tu hành theo Phật, để đời sau sớm được làm người mà tu hành. Ngươi có chịu không hả? Khi nói như vậy, bà phát hiện con chó khí thế đang bừng bừng hung hăng bỗng lập tức dịu lại. Nó không sủa nữa, mà ngồi xuống nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào bà. Bà bèn tiến tới gần con chó, lớn tiếng niệm: quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa súc sinh. Bà đọc liên tục 3 lần. Lúc này chuyện đáng kinh ngạc xảy ra. Con chó đang ngồi, bỗng nhiên nó chắp 2 chân trước lại giống như người ta chắp tay. Sau đó đầu nó phủ phục xuống mọp sát đất. Nó làm hết sức có quy củ, còn hướng bà đảnh lễ 3 lần. Trương cư sĩ sửng sốt, đứng ngây người nhìn. Một lúc sau bà mới hiểu ra và thấm thía, quả thật là loài vật cũng biết tu. Từ đó về sau, mỗi khi con chó gặp bà thì nó lắc mình vẫy đuôi, lộ vẻ vui mừng như thấy người thân, không còn nét gì là hung dữ nữa. Bà Trương cũng nhờ việc này mà tính tâm thêm kiên định, bà thực sự bước vào con đường học Phật tu hành. Đại chúng nên tinh tấn tu, sám hối việc tội giải quán. Ha ha ha, un san mo di so ha.